Người phụ nữ gốc Á bị đấm vào mặt ở Vancouver vì nạn kỳ thị COVID-19. Sở cảnh sát Vancouver cho biết vụ việc xảy ra tại một trạm xe buýt gần phố Granville và phố West Penders. Kẻ tấn công đã nhanh chóng lên một chuyến xe buýt sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Kẻ tấn công có thể hình cao lớn hơn nạn nhân. Sở cảnh sát Vancouver mô tả người này hơn 20 tuổi, mặc áo dài tay màu xám, bên ngoài là áo phông màu tối với hình ảnh con nai trước áo. Người này đội mũ len màu xám sọc vàng. Trung sĩ Aaron Roth, người phát ngôn sở cảnh sát Vancouver cho biết nạn nhân là một người phụ nữ 22 tuổi. Cô không bị ảnh hưởng nhiều về mặt thể chất nhưng đang cần đến các liệu pháp tâm lý do ảnh hưởng từ vụ tấn công. Ông Roth cho biết sở cảnh sát Vancouver đang điều tra theo hướng đây là một vụ tấn công người lạ và động cơ tấn công chưa xác định. Cảnh sát lo ngại rằng đây là hành vi kỳ thị chủng tộc. Nạn kỳ thị này đã gia tăng kể từ khi xuất hiện COVID-19 bùng phát từ Trung Quốc và đã lây lan ra toàn thế giới. Từ đầu năm đến nay, đã có 20 vụ việc kỳ thị người gốc Á xảy ra ở Vancouver, nhiều gần gấp đôi tổng số vụ tương tự được báo cáo năm ngoái.